Chào các bạn. Thì các bạn ơi, thì mình cũng mới vô cái đất các bạn. Mà bây giờ hiện tại giờ chú đất giờ mình không biết là ai luôn. Thì mấy anh vòng vòng đây mình cũng mới hoàn thiện xong hết rồi. Mà xe mình làm tuốt 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 ở trung hình của bạn á. Là mình bơi vòng vòng qua đây. Thì sáng giờ mình làm cũng mở đường đi rồi. Sẵn cái đường mình đi đó, rồi anh em cũng người làm 1 tiếng 2 tiếng gì đó, nhưng mà cũng dễ các bạn, tại vì trong đây thì mình làm lan mà, thì cũng có tiện đường đi của mình á, thì mình làm luôn. Cái nhà ở trong đó là nhà của chú đất á. Nãy giờ mình có điện thoại chú rồi, mình có số điện thoại, mà hiện tại giờ mình cũng chưa biết mặt chú nữa. Chú biết mà mình ra đây rồi, hiện tại chú đang xả nước ra, nước hơi nhiều, mình cũng chưa biết chú làm sao nữa. Sáng giờ thì chú để nước cao như thế này nè, đặng cho mình bơi bơi qua đập. Đây là cái đập mình mới qua rồi mình đắp lại, mình chỉ đắp sơ sơ thôi để coi cái bờ này chú có sên không. Cho nên thì mình chắc thêm cục nữa cho nó cao ráo lên luôn. Cái đập này chắc còn cá nhiều lắm các bạn. Hiện tại giờ mình thấy cá ngớp quá trời. Chú đất đang bơi sùng ra. Bờ này thì mấy cây lứt nhiều quá thì mình đi bộ vô thì bị sâu lứt cũng bắn các bạn, sâu lứt ngứa lắm. Nãy giờ xả nước ra thấy cạn hết rồi. Ngoài đóng cống này lại cho chú. Mình có hỏi chú làm sao rồi, cái miếng đất này làm nhiều các bạn ơi, 30 mấy công mà chú sơn hết vòng đai. Hết vòng đai nghĩa là mình sơn giống như mình vậy nè, là mình bỏ lên hết nha, là mình bỏ là giáp vòng hết 30 mấy công luôn á. Rồi xe mình á, lúc đó mình sơn xong rồi á, rồi chú mới lấy nước vô, rồi mình sẽ lên trên cái láng này nè, mình sẽ nhổ hết cái lá này. Thì theo mình đoán khoảng chắc được cũng tầm cỡ 30 giờ cũng được. Trước đây mình làm vùng đất lan này là kiếm chỗ chừng 30 giờ là cũng cũng nhiều rồi đó các bạn, một một miếng á. Bờ này giờ hiện tại giờ nhỏ quá, nay cả 2 năm rồi, nãy mình hỏi chú mấy năm chưa làm rồi, chú nói 2 năm rồi, nên giờ lỡ hết trơn các bạn ơi, lỡ mà nó nhỏ nữa. Giờ mình phải gịch nó miếng khô ra này, cho nó chịu cái chân cái rồi mình mới bỏ cục đất lên, nó mới không có tuột. Chứ hiện tại giờ cái bờ nó đang nhỏ như thế mà mình không có làm như mình đang làm vậy đó thì mình sẽ chắc đất chắc không được. Còn cái này thì mình gạt cái sơ thôi, mình chắc lần 5 6 cục vậy đó là mình gạt rồi nè. Chứ mình làm mình đừng có chắc chừng 2 cục của mình gạt vậy là lâu dữ lắm. Mình làm ăn giờ mà, làm ăn giờ phải làm lẻ làng cho bà con rồi. Chỗ này cũng đất cát nữa là cuốc không xuống luôn.
cái bờ này mà theo mình nghĩ á, trời mà mưa á, đi lên cái bờ này chắc chắc đi không được, tại vì cái mặt nó nhỏ xíu xíu à. Mình làm ở đây thì cũng khỏe các bạn ơi, khỏe là lý do là mình làm ở vùng Long Khánh đi, thì có nhiều bạn cũng làm ở Long Khánh như mình này nè, nhưng mà phải đợi kiểm lâm đồ á, vô ký giấy rồi mình mới làm được, còn như mình về khỏi nên mình muốn bằng lúc nào cũng được á. Ở vùng Trà Vinh này là cái tháng này nè, tháng này là xe Long An ở quê mình á xuống đây làm nhiều lắm, tại vì cái tháng này là ở đây có đất làm nhiều, chỉ có xe bự thôi nha, xe 04, 05 thôi, còn dòng xe 03 thì về đây khó làm lắm, tại vì về đây cần cục rồi mình đâu có bỏ lên mấy cái bờ này nổi, mấy cái bờ mà cao cao như bờ của anh Chính đâu đó, các bạn có xem clip mình trước á, cái bờ đó mà xe mình bỏ không tới, mà cái dòng xe nhỏ bỏ đâu cái nào mà dắt nổi cái bờ đó. Mình làm ăn giờ thì mình làm theo ý chủ đất, còn mình làm giống như mình làm chủ đất nói mình làm sơ sơ thôi con ơi, bờ này không ai đi thì chủ đất nói vậy rồi mình đâu có nào mình làm kỹ được, mình để thời gian đó mình làm chuyện khác. Còn mình làm ăn công á, mình làm ăn công như vùng Cà Mau á thì mình phải làm cho kỹ và cho đẹp thì mình lấy tiền người ta mới được. Như mấy bạn ở Cà Mau rồi đó, mấy bạn sinh này nhiều nè, mấy bạn thấy mình làm vậy nè, mấy bạn đừng có nghĩ xấu về mình nghe các bạn, tại vì ở đây mình giờ cái bờ mình hiện tại đang nhỏ nè, mình bỏ đất như nè, cái mình đá cái quay thoa nhẹ qua bên đấy mình sắp đất cho nó ngay lại á các bạn, chứ mình bung cái gạo luôn thì cục đất nó sẽ rớt đổ về bên kia thì chủ đất bên kia sẽ kiếm mình liền. Nhưng tại sao mình cái bờ hiện tại nó nhỏ mà mình đổ đất làm sao mà không cho đàn qua bên ranh người ta, đó là cái cách làm á. Vậy rồi á, không phải còn xả đất không đúng hả? Chú mới ra thì chú nói thổi thở mặt con ơi, giờ mình chỉ trách thôi các bạn ơi, trách cái giày nè mình bỏ. Mình làm này nè, như ngày của mình vậy nè, thì mình vui vẻ chủ đất rồi vô rồi mình nói chuyện chủ đất hỏi ý kiến coi chú ơi chú làm sao, rồi con làm vậy chú thấy được chưa, thì nhiều người thì người ta nói chú ơi chú bả mặt chú vuốt sơ sơ giùm tôi, thì cũng có người chú ơi chú giục bỏ như vậy nè, như mình đang làm nè. Tại vì cái bờ này thì không ai đi cái bờ này đó, tại vì cái đập lan mà cái đập rộng mà thì chỉ bơi xuồng thôi.
đừng cho rớt qua bên bên kia là được rồi. Xe mình giờ mình tâm sự thật các bạn, chứ mình chạy giờ ra cũng vậy, mà mần mão rồi ra cũng vậy các bạn, chứ mình không có buộc ra hay làm chậm gì. Mình có mức ra mình cứ chạy tới hoài vậy đó. Mình đó thì mình biết cái bà con người ta ai cũng kiếm đồng tiền cực khổ hết các bạn ơi, nên mình làm đó, mình làm đó, vừa mình vừa người ta. Đừng có bỏ qua ranh của người ta. Thì cái thứ hai là mình làm đừng cho nó bị sạt lở, là mình thấy là mình thành công khoảng cỡ 80% rồi đó. Này hiện tại giờ nhỏ quá đi, thì mình chỉ chắc được có một cục đất rồi mình thải qua, rồi mình đá chỗ qua một cái là đủ rồi, chứ mình mà chắc nhiều quá cái nó tụt qua bên kia ráo. Chủ yếu là chủ đất đây người ta sơn lại cho đường mương hơi sâu tí, lại xà lan mình kéo này nè cho cái đường mương nó bằng lại. Mình nói các bạn nghe, cái lứt là cái này đó các bạn. Video đầu mình nói này sâu lứt nó bắn ngứa dữ lắm các bạn ơi. Cái mùa này là mùa mưa nên sâu này cũng bớt rồi. Gặp mùa nắng á, nãy giờ mình bươi bươi cái đó là mình xuống xà lan mình tắm không kịp rồi đó. Và cái bụi phấn của sâu á ngứa ghê lắm. Xem kênh các bạn đăng ký thì mình nghe các bạn. Đăng ký là toàn bộ miễn phí hết. Ở góc phải màn hình của các bạn có chuông thông báo, các bạn bấm vào đó cho mình. Khi mình ra một cái clip mới thì
sẽ hiển thị về máy của các bạn. Mình xin cảm ơn tất cả các bạn.